bác, ăn bác lên mua chứ. Con này không anh? Quay không? Quay được. Chắc được mà. Con đó được không? Không được. Con đó ăn cái 7, cái 8 vậy ạ. Ừ, ăn luôn. Chưa ăn mời. Ở đây là cá chèo bẻo nha. Đây là review xong mà thấy có cái 7 cái 8 mà thấy nó nhiều quá trời ơi đất nè. Đây city đang ấy nè. Đây à. Quá trời quá đất rồi. Coi tao độn gì không? Có độn gì không mà nhiều quá trời quá đất nè. Đây thêm một dĩa nữa nè. Cái 7 là các bạn ăn thả ra luôn nha. Có hai người thôi nha, chứ bốn người ăn không đủ. Cái 7 là một cái 7 là khoảng tầm giá 720.000 nha. 720.000 hả? Là bữa nay anh bao cho em ăn hả sao? Là 400.000 nha các bạn. Nhưng mà bây giờ hơi ngọng ngọng xíu. Là bữa nay em ăn anh xin cái thuốc video ra đây và đây là một con luôn nha các bạn. Đây là cái đồ nướng ốp kia trong cho mình. Đây là nướng chắc nướng xa tới chứ mình không biết nướng cái gì nữa. Cho các bạn ăn cá chèo bẻo nha. Chính rồi. Theo như mình biết là người ta chảy gấp cái gan, người ta chầm vô chén nước mắm là chấm nó mới ngon. Lấy ở thời chấm hết, lấy hết rồi chửi mặt rồi. Kêu lấy miếng. Dành vô chén nước mắm nha. Cái rất là dai nha các bạn. Cái rất là dai nha. Dai rồi nha.